Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin có hay không bàn tay của Trung Quốc trong vụ bắt giữ nhà hoạt động môi trường. Đem tội danh trốn thuế làm nguyên cớ để bắt giữ và xét xử các nhà hoạt động môi trường cho thấy có một ý đồ nào khác của nhà cầm quyền Hà Nội, thường nhắm đến các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả Trần Thọ còn nêu lên nghi vấn về sự can thiệp của Trung Quốc trong các vụ bắt giữ này qua bài viết được đăng trên đài tiếng nói FA với tựa đề "Có hay không bàn tay của Trung Quốc trong vụ bắt giữ các nhà hoạt động môi trường?". Báo chí Việt Nam mới đây cho biết, cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Hà Nội đã bắt bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID với tội danh trốn thuế. Bà Khanh đã bị bắt giữ từ tháng trước, nhưng thông tin bà bị bắt mới được cơ quan công an cung cấp cho báo chí gần đây. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID. Trang nhà của tổ chức Green ID mô tả về bà Khanh như sau. Bà Nguyễn Thị Khanh là nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào môi trường tại Việt Nam và đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch sang hướng tới năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chiến lược đột phá của bà Khanh tập trung vào việc thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch của Việt Nam, bảo vệ không khí sạch và nước sạch, góp phần đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và chia sẻ bài học với các đối tác Đông Nam Á để mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch cho khu vực. Vào năm 2018, bà Khanh được nhận giải thưởng môi trường Goldman và bà cũng là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Vụ bắt giữ bà Khanh đã gây ra một cú sốc lớn cho những người hoạt động cho môi trường cũng như toàn bộ các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam. Vụ bắt giữ bà Khanh là hành động tiếp theo của cơ quan công an Việt Nam đối với các nhóm xã hội dân sự. Trước đó, cơ quan công an Việt Nam đã bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông, và ngày 11 tháng 1 năm 2022, ông Lợi đã bị tòa án Hà Nội tuyên 4 năm tù. Vào ngày 24 tháng 1, luật gia Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật Phát triển Bền vững cũng bị tuyên án 5 năm tù. Điều đáng nói là cả ông Lợi và ông Bách đều bị bắt giữ và truy tố với tội danh tương tự như của bà Khanh là trốn thuế. Đây là hình ảnh nhà báo Mai Phan Lợi bên trái và luật sư Đặng Đình Bách. Chỉ là cái cớ. Những người ở Việt Nam chắc đều biết, với các quy định rối rắm chồng chéo cùng với sự tham nhũng trong bộ máy công quyền, rất khó khăn cho việc tồn tại của các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng. Đối với các tổ chức xã hội dân sự như Green ID thì càng khó khăn gấp bội. Trong một hội thảo gần đây do Trung tâm Stimson Hoa Kỳ tổ chức, bà Khanh đã nêu lên lo ngại vì thiếu một hành lang pháp lý đầy đủ và rõ ràng, cho nên các tổ chức xã hội dân sự như Green ID rất dễ bị hình sự hóa các quan hệ dân sự của mình dưới con mắt của các cơ quan công an Việt Nam. Chính vì lẽ đó, hầu hết người biết chuyện đều tin rằng việc bắt giữ bà Khanh hay những người tương tự với tội danh trốn thuế chỉ là cái cớ để cơ quan công an triệt tiêu những người này vì một mục đích nào đó phía sau. Thời điểm qua những vụ bị bắt vì tội trốn thuế có thông tin rộng rãi trên báo chí gần đây, chúng ta có thể đưa ra nhận định. Ngoài sự việc liên quan đến ông Lợi và ông Bách, một vụ án trốn thuế cách đây khá lâu liên quan đến luật sư Lê Quốc Quân, một người bất đồng chính kiến, có nhiều chỉ trích chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản. Chính vì vậy, cơ quan an ninh của Việt Nam trong một vụ bắt giữ ồn ào sau đó đã tuyên án luật sư Quân với tội danh trốn thuế. Một luật sư khác cũng rất tiếng tăm và đầy ảnh hưởng cũng bị truy tố về tội trốn thuế, nhưng cho hưởng án treo, đó là luật sư Trần Vũ Hải. Đây là hình ảnh luật sư Trần Vũ Hải. Trong tất cả các vụ án bắt giữ và truy tố về tội trốn thuế này đều có các vấn đề chính trị phía sau. Đối với ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách thì Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Paris, Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước, viết tắt là DAK. Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Liên Âu giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam đã ra tay trước để ngăn chặn các nhóm này có các hoạt động nhằm chống lại và vạch trần các hoạt động sai trái của họ ra trước công luận quốc tế.
Đối với luật sư Lê Quốc Quân thì vụ bắt giữ và tuyên án một người bất đồng chính kiến như luật sư Quân, đó là việc bịt miệng dư luận trước các ý kiến phản biện lại chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản, nên an ninh Việt Nam đã ra tay. Đối với luật sư Trần Vũ Hải, bởi vì ông ta nhận lời bào chữa cho Phạm Nhật Vũ là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong vụ án tham nhũng AVG, nên luật sư Hải đã có rất nhiều chứng cứ dính líu của các sếp bự, trong đó có cả ông Tô Lâm. Cho nên, để ngăn chặn việc luật sư Hải có thể công bố các thông tin này, cơ quan an ninh Việt Nam lại ra tay để đe dọa trước. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội hôm 18 tháng 2. Luật sư Lê Quốc Quân cùng em trai, em gái cũng bị bắt về tội trốn thuế, trong khi ai cũng hiểu rằng đằng sau đó là lý do chính trị. Bàn tay của Trung Quốc có nhúng vào những vấn đề này hay không là dư luận đang đặt ra. Vậy đối với bà Nguyễn Thị Khanh, mục đích nào thực sự dẫn tới việc bắt giữ bà Khanh, khi chúng ta biết được tội trốn thuế chỉ là cái cớ để cơ quan an ninh Việt Nam trừng phạt bà Khanh. Bà Khanh và tổ chức của bà Green ID khác với các nhân vật khác không liên quan đến chính trị. Bà Khanh cũng là người có nhiều mối quan hệ đối với các cơ quan công quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, bà Khanh và tổ chức của bà đã liên tục hoạt động để chống lại các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, tiêu biểu là các nhà máy nhiệt điện than. Trong rất nhiều bài báo, bài trả lời phỏng vấn, các hội thảo hoặc trên trang của nhà của Green ID và trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Khanh và tổ chức Green ID đã kiên quyết lên án chống lại việc tiếp tục xây dựng và hoạt động của các nhà máy điện than ở Việt Nam vì nó rất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân cả nước. Thậm chí bà Khanh và Green ID đã chỉ thẳng ra rằng đằng sau các dự án điện than ồ ạt Việt Nam chính là do các doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc. Điều này cũng không có gì lạ đối với giới hoạt động môi trường quốc tế. Bà Isabella Joet, nhà phân tích Philippines thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, nói rằng rõ ràng Trung Quốc là nhà đầu tư chính cho than ở Đông Nam Á. Nếu bạn nhìn vào hồ sơ đầu tư nước ngoài của than của Trung Quốc, thì Indonesia, Việt Nam đứng thứ hai và thứ ba trên thế giới. Đây là hình ảnh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, một trong số các ngân hàng đứng sau Vĩnh Tân có 3 ngân hàng công thương của Trung Quốc. Các tổ chức tài chính của Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp của Trung Quốc được xếp vào những tổ chức đứng đầu danh sách 11 tổ chức cung cấp tài chính cho nhiệt điện than và 10 tổ chức hàng đầu cung cấp tài chính cho các việc khai thác than. Đó là kết quả của báo cáo với tựa đề Những ngân hàng gây xáo trộn vấn đề khí hậu do Liên minh các tổ chức phi chính phủ quốc tế công bố vào cuối tháng 3 năm ngoái. Bà Khanh cũng đã đưa ra nhiều bất bình trên trang Facebook của bà trước sự thay đổi đột ngột của quy hoạch điện 8, vốn quay trở lại với điện than cho dù đã muốn từ bỏ trước đó. Bà Khanh cũng là một trong các đại diện của nhóm hoạt động môi trường gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng Việt Nam trước đó rằng sự cháo trở của cơ quan công quyền thông qua quy định điện 8. Như vậy có thể có hai khả năng xảy ra. Một là các nhóm lợi ích đứng đằng sau các dự án điện than tại Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc, ra tay trừ khử những kẻ ngáng chân họ làm ăn ở đất nước này. Hai là không loại trừ chính những kẻ ở Bắc Kinh đã giật dây cho công an Việt Nam tiêu diệt những người hùng bảo vệ môi trường nhưng phá bĩnh lợi ích của chúng trong công cuộc làm ăn thông qua vành đai và con đường của họ. Dù khả năng nào xảy ra đi chăng nữa cũng đều đưa đến kết quả tàn phá môi trường của đất nước Việt Nam. Và hành động bắt giữ nhà hoạt động môi trường này phải được coi là tội ác khi tiếp tay cho việc hủy hoại môi trường và tương lai của đất nước. Kính mời các bạn xem bản tin mắc mất bao lâu và ăn gì để phục hồi sau khi mắc COVID-19. Nhà báo Sương Quỳnh viết trên đài tiếng nói BBC về nhu cầu ăn các thực phẩm bổ dưỡng để phục hồi sau khi bạn mắc COVID. Bài báo trích lời của giáo sư Philip Kander, chuyên gia về dinh dưỡng miễn dịch khoa y đại học Swinthampone, nói rằng protein rất quan trọng để phục hồi cơ thể bị teo khi mắc bệnh. Ngoài ra là các loại vitamin như A, C, D, E, B6, B9 và B12 giúp khôi phục hệ miễn dịch. Các chất khoáng cần thiết có kẽm, đồng, selenium và sắt. Nếu không ăn đủ các trái cây, rau và thịt sữa có sẵn các chất này, bạn cần uống vitamin D, tức là 10 microgram mỗi ngày
nhất là trong các tháng mùa đông. Vitamin B12 thì chỉ có trong sản phẩm từ động vật, nên nếu bạn là người ăn chay thì cần mua vitamin này dạng thuốc để uống bổ trợ. Đây là hình ảnh một bệnh nhân COVID được tặng hoa chúc mừng sau khi được điều trị khỏi bệnh. Trước đó, truyền thông cũng đã đăng tải COVID-19 chỉ xuất hiện vào cuối năm 2019, nhưng đã có những dấu hiệu rằng có thể mất một thời gian dài để một số bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Thời gian hồi phục sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn bị ốm yếu như thế nào. Một số người sẽ khỏi nhanh chóng, nhưng đối với những người khác có thể để lại những vấn đề kéo dài. Tuổi tác, giới tính và các vấn đề sức khỏe khác đều làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng hơn. Việc điều trị càng xâm lấn trong thời gian càng lâu thì khả năng phục hồi càng chậm. Nếu tôi chỉ có triệu chứng nhẹ thì sao? Câu hỏi được đặt ra. Hầu hết những người mắc COVID-19 sẽ chỉ phát triển ở các triệu chứng chính như ho hoặc sốt, nhưng họ có cảm thấy đau nhức cơ thể, mệt mỏi, đau họng và đau đầu. Ban đầu là ho khô, nhưng một số người cuối cùng sẽ bắt đầu ho ra chất nhầy có chứa tế bào phổi chết gây ra do virus. Những triệu chứng này được điều trị bằng nghỉ ngơi trên giường, uống nhiều nước và uống giảm đau. Những người có triệu chứng nhẹ thì có thể phục hồi tốt và nhanh chóng hơn. Cơn sốt sẽ thuyên giảm trong vòng khoảng chưa đầy một tuần, mặc dù ho có thể kéo dài. Một phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên dữ liệu tại Trung Quốc cho biết trung bình phải mất 2 tuần để phục hồi. Đây là hình ảnh bệnh nhân COVID-19 chỉ có thể sốt nhẹ. Nếu tôi có các triệu chứng nghiêm trọng hơn thì sao? Câu hỏi được đặt ra. Bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều đối với một số người. Điều này có xu hướng xảy ra trong khoảng thời gian ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 10 sau khi nhiễm bệnh. Sự thay đổi này có thể đột ngột, hơi thở trở nên khó khăn và phổi thì bị viêm. Điều này là do mặc dù hệ thống miễn dịch của cơ thể đang cố gắng chống lại, nó thực sự phản ứng thái quá và cơ thể bị tổn thương. Một số người thì sẽ phải cần ở trong bệnh viện để được hỗ trợ thở oxy. Bác sĩ Sharan Javid nói rằng, việc khó thở có thể mất một thời gian đáng kể để cải thiện cơ thể đang chống lại viêm nhiễm. Bà cũng nói rằng để mất đến 2 đến 8 tuần để có thể phục hồi với sự mệt mỏi kéo dài. Còn nếu tôi chăm sóc bệnh đặc biệt thì sao bây giờ? Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cứ 1 trong 20 người sẽ cần điều trị chăm sóc tích cực, có thể bao gồm được dùng thuốc an thần và đặt máy thở. Sẽ mất thời gian để phục hồi từ trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc chăm sóc tích cực. Bất kể bệnh gì, bệnh nhân được chuyển đến một phòng bệnh thông thường trước khi về nhà. Bác sĩ Allison, trưởng khoa chăm sóc chuyên sâu cho biết có thể phải mất từ 12 đến 18 tháng để trở lại bình thường sau bất kỳ giai đoạn nào trong phòng điều trị đặc biệt. Nằm một thời gian dài trên giường bệnh viện cũng dẫn đến mất khối lượng cơ bắp. Bệnh nhân sẽ yếu và cơ bắp sẽ mất thời gian để hồi phục lại. Một số người sẽ cần vật lý trị liệu để có thể đi lại được. Đây là hình ảnh bệnh nhân COVID đang được điều trị. Do những gì có cơ thể trải qua khi nhiễm viêm nhiễm cũng khả năng người bệnh sẽ bị mê sảng và rối loạn tâm lý. Có vẻ như một số yếu tố được thêm vào với căn bệnh này, đó là sự mệt mỏi do virus chắc chắn là một yếu tố rất lớn. Paul Tozer, nhà vật lý trị liệu tại Hội đồng Y tế Đại học Cardiff đã nói như vậy. Cũng đã có báo cáo từ Trung Quốc và Ý về tình trạng yếu toàn thân, khó thở sau bất kỳ mức độ cố gắng nào, ho dai dẳng và thở không đều, cộng thêm cần ngủ nhiều. Chúng tôi đã biết bệnh nhân mất một khoảng thời gian đáng kể, có khả năng nhiều tháng để hồi phục. Nhưng thật khó có thể khái quát điều này, một số người chỉ mất thời gian tương đối ngắn trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi một số khác lại phải thở máy trong nhiều tuần liền. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là virus corona sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của tôi hay không? Chúng ta không biết chắc chắn vì không có dữ liệu dài hạn, nhưng chúng ta có thể xem xét các điều kiện khác nhau. Hội chứng suy hô hấp cấp tính phát triển ở những bệnh nhân có hệ miễn dịch bị suy giảm quá mức, gây tổn thương cho phổi. Cũng có dữ liệu tin cậy cho rằng thậm chí sau 5 năm mọi người có thể gặp khó khăn về thể chất và tâm lý, ông Thos đã nói. Đây là hình ảnh, không phải ai phục hồi sau COVID-19 cũng phải chịu di chứng. Tuy nhiên,
nhiều người trong số họ sẽ bị ảnh hưởng lâu dài dù đã khỏi bệnh. Bác sĩ James Green, bác sĩ đa khoa và giảng viên y trường đại học Warwick cho biết mọi người cũng cần sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần để cải thiện khả năng phục hồi. Bạn đang cảm thấy khó thở. Sau đó bác sĩ nói rằng chúng tôi cần cho bạn thở máy, chúng tôi cần đưa bạn vào giấc ngủ. Bạn có muốn nói lời tạm biệt với gia đình hay không? Và chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở những bệnh nhân nặng nhất này không có gì đáng ngạc nhiên, sẽ có những vết sẹo tâm lý đáng kể cho nhiều người. Vẫn có khả năng, thậm chí một số trường hợp nhẹ vẫn gặp phải vấn đề về sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như mệt mỏi. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người đã hồi phục? Lấy một con số chính xác là khó khăn. Tính đến ngày 15 tháng 4, Đại học Johns Hopkins báo cáo có khoảng 500.000 người đã khỏi bệnh trong số hơn 2 triệu người mắc bệnh, nhưng các quốc gia sử dụng các phương pháp ghi dữ liệu khác nhau. Một số không công bố số liệu phục hồi và nhiều người nhiễm bệnh nhẹ cũng sẽ bị bỏ qua. Các mô hình toán học đã ước tính có khoảng từ 99 đến 99,5% số người nhiễm phục hồi. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là tôi có thể tái nhiễm COVID-19 hay không? Bệnh nhân COVID-19 hồi phục từ bệnh viện cho biết đã có nhiều suy đoán nhưng ít có bằng chứng về độ bền của bất kỳ khả năng miễn dịch nào. Nếu bệnh nhân đã chiến đấu với virus thành công, họ hẳn đã có một phản ứng miễn dịch. Đây là hình ảnh biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 10 tháng 2. Báo cáo về các bệnh nhân bị nhiễm 2 lần có thể chỉ là các xét nghiệm ghi lại không chính xác rằng họ không có virus. Câu hỏi về khả năng miễn dịch là rất quan trọng để hiểu liệu mọi người có thể bị tái nhiễm hay không và hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào. Không có cái gọi là tăng cường miễn dịch. Thật không may suy nghĩ rằng thuốc viên, siêu thực phẩm thời thượng hoặc thói quen khỏe mạnh có thể là lối tắt để giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh chỉ là tin đồn. Trên thực tế, khái niệm tăng cường hệ miễn dịch không có bất kỳ ý nghĩa khoa học nào. Có 3 cấu phần khác nhau trong miễn dịch, bà Aiko, nhà miễn dịch học tại Đại học Yale đã nói như sau. Bắt đầu với những thứ như là da, đường thở và màng nhầy, và chúng giúp tạo thành hàng rào trước mầm bệnh. Nhưng một khi virus đã vượt qua được hàng rào này thì bạn phải kích thích phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Phản ứng này bao gồm các hóa chất và tế bào vốn có thể nhanh chóng tăng cường, báo động và bắt đầu chống lại bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Và khi điều đó vẫn không đủ, chúng ta sẽ khởi động hệ miễn dịch thích nghi, bà nói. Hãy xem triệu chứng của cảm lạnh, đau nhức cơ thể, sốt, đầu óc đờ đẫn, nhiều nước mũi và đờm. Hầu hết những triệu chứng này không thực sự là do virus gây ra. Thay vào đó, chúng do chính cơ thể chúng ta kích hoạt có chủ ý. Chúng là một phần của phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Trong trường hợp này, dịch nhầy giúp tống khứ mầm bệnh. Cơn sốt làm cơ thể bạn trở thành một môi trường nóng bức khó chịu, mà ở đó mầm bệnh khó tái tạo. Và những cơn đau nhức và sự khó ở là sản phẩm phụ của các hóa chất gây viêm phổi đi khắp các mạch máu, và dựa vào đó các tế bào miễn dịch biết sẽ phải làm gì và phải đi đâu.